Xin chào tất cả các anh em và các bạn. Thì hôm qua ở chữ đã mình có một cháu, thì cũng có nhu cầu về, thứ nhất là về da, thì mình cũng có vô tình thì mình cho một cái lời khuyên là cái da mà bạn ấy đang hướng đến ấy là không ổn đâu. Thì bạn ấy cũng muốn là mình có một cái bài viết về cái vấn đề da. Thì nếu mà viết về da nó dài lắm, thì mình nghĩ là thôi tốt nhất là làm một cái video clip cho nó nhanh. Thì nếu mà để mà nói về da thì mình cũng là người cũng nghiên cứu nhiều, mua đủ các loại da thật, da túi xách, da ghế sofa, rồi da làm cặp, da thậm chí là da làm giày, rồi PU, các cái chất liệu gọi là bên này nó gọi là chao chen, nhưng mà thực ra về cơ bản nó là PU nhiều lớp, rồi PU mặt nhung, PU hai mặt nhung, đủ loại. Thì mình cũng có đúc rút ra một số vấn đề như này, tức là trong cái quá trình mình bắn ấy, thì mình nghiệm ra được là thứ nhất là da thật về cơ bản là không bằng được giả da. Lý do làm sao, tức là không, nhưng mà cũng không phải là cái loại giả da nào cũng tốt hơn da thật. Nếu mà nói thế thì lại sai hoàn toàn. Những cái loại giả da mà họ chuyên dụng, ví dụ như này, đây là loại chuyên dụng, tức là mặt nó tráng hẳn một cái lớp lớp nhựa cứng lên như này, và cái da này ấy, thì nó sẽ thành trở thành như kiểu là nó không bị biến 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 dạng biến hình, và nó phải có một cái độ dày nhất định. Ví dụ như là cái loại da như này là mỏng tang, da này nó chỉ mình chơi thì cũng chơi rất là kỹ, đầy đủ hết. Đây để mình lấy cái thước kẻ, con này độ sai lệch của nó chỉ khoảng độ tầm 0,01. Ok, đây kẹp luôn này, vặn này nó mất quá nhiều thời gian. Đây là nó sẽ rơi vào 1, 2, 3, mỏng 3 mm thôi. À, mỏng có 0,3 mm thôi. Cho nên là về cơ bản là cái độ mỏng của cái da mà da lởm nó vẫn đi. Đấy, còn như cái miếng da mà mình đang bảo là nó đạt tiêu chuẩn, nó vẫn là giả da nhé, đạt tiêu chuẩn. Dày 20, 20 gem, nghĩa là 2 2 mm luôn. Thế thì ví dụ thôi, mình ví dụ tương đối thôi chứ còn thì chẳng để làm gì cả. Thì đây là dây, đây là da do em Tâm Exeter em làm. Thì cái da này là mình nhập ở bên này về với em ấy. Thì mình cũng làm da nhưng mà mình chỉ làm chơi, thậm chí mình mua rất nhiều khuôn, còn nữa 4 5 cái từ to đến nhỏ để mình dập thủ công mình chơi. Thì đam mê thì nó thế thôi chứ còn thì cũng chẳng phải là, với cả thứ hai đã là muốn muốn cũng tò mò muốn tìm hiểu xem là ra như thế nào thì tốt, ra như thế nào thì không tốt, tò mò. Thế thì mình cũng chơi qua, chẳng hạn như là đây là dòng bay kính này,
ra bay kính. Còn đây là của cực địa lão yêu đời đầu. Thì cái cực địa lão yêu đời đầu này nó mềm, mềm nhũn mềm nhẽo. Đầu tiên bắn thì cảm thấy ok, thế nhưng mà về sau này ấy, thì mình mới phát hiện ra là cái bay kính này nó vẫn sẽ tốt hơn. Nó dày không phải, nó không là dày 1,8. Cho nên là nó vẫn bắn nó ổn định hơn. Bởi vì có những lúc mình mang ra mình test, mình đi săn thì mình thấy là ô, tại sao bộ thu này bắn chuẩn hơn. Thế sau này mình mới biết phát hiện ra là à, do như thế này khi các bạn kéo, mà cái này nó mềm nhũn nhẽo như thế này thì các bạn rất dễ kéo lệch ra. Kéo lệch ra là một. Thứ hai nữa là trong trường hợp mà các bạn có kéo cân ra nữa thì khi nó ném đạn mà nó mềm, mà do nó mềm cho nên là khi gặp lực cản không khí tốc độ thì cao, nó sẽ bị lắc. Lắc nó dẫn đến cái việc là cái form này nó không còn nữa, chưa chắc đạn nó đã đọng ở cái lỗ to này, thế cho nên là nó ném lệch. Thế cho nên là một cái miếng da, thứ nhất là dày, bất luận là da thật da giả, dày cứng sẽ tốt hơn mềm, thì cái đấy là mình đúc kết ra được. Thứ hai nữa là nếu là loại đây, thứ hai nữa nếu mà là loại nhiều lớp, chẳng hạn như là loại giả dai mà nó nhiều lớp, thì cái loại đấy nó sẽ không bị biến dạng được. Chẳng hạn như đây là loại này thì nó chỉ có một lớp thôi này. Thì đương nhiên là nó đây, các bạn nhìn này, khi kéo nó méo này. Thế ví dụ như là vẫn là giả da, thế nhưng mà chẳng hạn như là nó nhiều lớp lên chẳng hạn, thì đây ví dụ như này, đây, ví dụ như thế này, các bạn kéo mút mùa là bởi vì là ở trên này nó đã có phủ thêm một lớp nhựa, và cái lớp nhựa đấy nó có cái tác dụng đó là không làm cho da nó bị biến dạng, mà khi nó không biến dạng ấy, thì nó sẽ giữ nguyên được cái form. Thế còn một vấn đề nữa là da đời cũ và da đời mới, nếu vẫn chẳng hạn như là đây là hai thiết kế đời cũ thì nó chỉ có lỗ này thôi, này đã cải tiến lắm rồi, trước đây là không có lỗ, bên sau có một lỗ ở giữa để cố định định vị, sau là ba lỗ để định vị, và bây giờ là ba lỗ và hai lõm. Thế thì ra đời mới với ra đời cũ thì như thế nào? Đều chính xác cả. Đều chính xác cả. Thế nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở chỗ là cái ra đời mới ấy, nó có hai cái lõm này, thì khi mà viên bi nó chui vào, khi viên bi nó chui vào thì tay ta cầm nó đỡ đau thôi. Tức là nó vẫn cảm giác cái miếng da nó vẫn phẳng, nên nó không bị gồ lên như là cái bi, như là cái da mà nó không có lỗ. Thì cái này thì chẳng hạn như là ví dụ mình bắn nhiều thì nó đỡ đau tay hơn, và cảm giác cầm nó phẳng ra, chứ nó không liên quan nhiều đến cái độ chính xác, mà đây là nó liên quan đến cái việc là tay bạn cầm nhiều, bắn nhiều. Thì nếu mà một cái mà nó không có lõm thì nó bị gồ viên bi ra, cầm nó dễ đau tay và khó chịu. Thế còn các bạn cũng có thể là sẽ thắc mắc là các nhà vô địch của Trung Quốc hoặc cao thủ của Trung Quốc
thì họ bắn ra như nào đúng không ạ? Thực ra thì cơ bản ấy, như mình biết ấy, là các cao thủ của Trung Quốc là họ tự làm, họ tự làm, đây là một cái miếng da của họ, đây họ đánh V8 ấy. Miếng da của họ như này, đây nó là loại nhung hai lớp, hai mặt nó đều 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 êm cả, nhung hai lớp. Thế thì cái mặt mà ma sát ấy, thì họ quay vào trong, mặt đỏ quay vào trong để bi bám hơn, còn cái mặt mà trơn ấy, ra ngoài là làm gì, để khi các người ta buông buông đạn ra thì cái da nó sẽ trơn, nó sẽ thoát nhanh. Chứ nếu mà ví dụ như là trong trường hợp như là miếng da này thì cái mặt bóng nó quay vào trong, cái mặt giáp nó quay ra ngoài, cầm thì đương nhiên là nó khó cướp cò hơn. Mình dùng cái từ cướp cò nghĩa là nó ma sát, tay cầm rất chắc. Thế nhưng mà khi buông đạn này nó thiếu cái độ tinh tế. Mình thích cái chẳng hạn như mình chơi súng hơi, mình thích cò nhạy, thậm chí là chấp nhận cái việc là cũng dễ cướp cò. Thế nhưng mà khi đụng cò phát là nổ, mà nổ thế thì cái thời điểm mình lấy được ngắm và đụng vào cò gần như là nó zoom sai về thời gian nó rất là ít, thế cho nên là rất chính xác. Chứ còn nếu mà đã lấy được đường ngắm rồi mà như súng hơi nguyên bản chẳng hạn, cò phải kéo được một đoạn này, hoặc là AK chẳng hạn phải kéo khoảng độ một đoạn như này thì nó mới nổ, thì nó đã hiếm người là giữ được nguyên đường đường ngắm cho đến lúc nổ. Cho nên là trước đây khi mình ví dụ mình bắn bắn AK là mình phải giữ nguyên đường ngắm, mà mình vừa kéo mình vừa tiếp tục mình giữ cái đường ngắm đó thì nó mới chính xác. Thế thì đổ lại là một cái miếng da tốt thì nên nên có mặt ma sát và mặt trơn, và mặt trơn tốt nhất là quay ra ngoài để bắn nó tinh tế hơn, còn cái mặt ma sát thì quay vào trong để đạn nó bám hơn. Đây là cái miếng da của một cao thủ, họ tự làm, họ tự dập. Thì như các bạn thấy tự làm này thì nó rất đơn giản, cái vấn đề nó dày, miếng miếng này nó rất dày và nó hai lớp, cho nên là cái độ biến hình của nó là hầu như là không có. Đây phần trong này mình sờ thì rất là bám, còn ngoài này rất là trơn, thì cái phần trơn nó quay ra ngoài. Thế còn vấn đề nữa mình muốn chia sẻ nốt với các bạn, tức là miếng da to với miếng da nhỏ nó liên quan đến cách bắn. Ví dụ như các bạn mà bắn kéo đến má chẳng hạn, da to da nhỏ không vấn đề gì, chỉ cần là nếu mà kéo đến má ấy, thì các bạn buộc buộc thậm chí là những cái mũi buộc để to tướng lại cũng được, để to tướng này và da to cũng được. Thế nhưng mà nếu trong trường hợp mà các bạn bắn kéo qua má rồi middle, tức là kéo qua tai hoặc là full, thì làm nào để các bạn cảm nhận được cái đường bắn đấy có chính xác hay không, thì thông thường như mình kinh nghiệm mình là mình hay cho nó quệt qua má. Thì cái vấn đề nó ở chỗ là chúng ta sẽ cần một cái miếng da nhỏ, chúng ta cần một miếng da nhỏ, bởi vì nếu miếng da nhỏ ấy, thì nó sẽ cái tỷ lệ nó va chạm với má nó sẽ giảm đi. Còn nếu mà các bạn mà lựa chọn miếng da to cho các kiểu bắn full hoặc là bắn 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 middle ấy, tức là bắn bắn bướm hoặc là bắn nửa bướm, thì không nên, mà các bạn nên chọn da nhỏ. Da nhỏ và thứ hai nữa là cái da này không được phép cắt laser. Cắt laser nó cháy cạnh rất cứng. Nó sẽ cái chỗ phần nhựa nó cháy, nó sẽ có thể làm rách mặt bạn luôn. Mình bị rách mặt nhiều. Biết là này này như này, rất là cứng.
biết là sẽ rách mặt nhưng mà nhiều khi tức là vì ham vẫn bắt chấp nhận việc đấy. Thế cho nên là nếu các bạn kéo chỉ cần qua má thì khuyên các bạn là nên mua các loại da mà giặt tay, họ có thể là ấn băng tay này, hoặc có thể là dùng máy thủy lực ép để ra một miếng da nó cạnh kiếc, nó mềm mại, nó không làm rách mặt các bạn. Thứ hai nữa là nó phải miếng da nó phải nhỏ, càng nhỏ càng tốt, càng nhỏ càng tốt. Thứ ba nữa là khi các bạn buộc vào miếng da thì các bạn đây các bạn nhìn cái mũi buộc nó phải bé tí là một, thứ hai là cái đầu thừa nó gần như là phải cắt đi hết thì tỷ lệ mà quệt qua má thì nó giảm đi, và khi nó bị quệt qua má đồng nghĩa với cái việc là đường đạn nó bị lệch. Ví dụ mình cầm súng tay trái mình bắn như thế này thì nếu mà đã cần lần nào quệt qua má thì kiểu gì đạn bay sang phải, ông nào cầm tay phải mà bắn mà bị quệt má kiểu gì đạn văng sang trái, cho nên nó mất độ chính xác thế thôi. Còn kéo đánh má thì to không có vấn đề gì hết cả. À, thế với cả mình một vấn đề cuối cùng muốn chia sẻ tức là những cái miếng da đời mới như này thì nó có dành riêng cho ví dụ B7, dành riêng cho B8, dành riêng cho 8,5, mình phải tuân thủ cái đấy. Thế như mình được ví dụ đầu tiên là mình được bạn bè tặng cho miếng da này thì mình nghĩ là nó ngon, thế nhưng mà mình lúc đấy là mình đang bắn B7 thì nó đưa mình là da 8,5, 8,5 mình bắn B7 thì mình cũng nhiều quả vẫn thấy trúng, thế nhưng mà kẹp viên bi vào thì nó hở một đoạn này, hở một đoạn này thì đương nhiên là cái hở đấy nó như là một cái đánh trống, nó có thời gian bị trễ, nó không 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 sát vào, chứ nếu mà nó sát vào thì nó động lực nó đẩy thẳng lên luôn. Còn đây là ví dụ đạn ở đây xong bắt đầu là từ xa bắt đầu ông đập vào thì cái khả năng sai lệch của nó, khả năng hất đạn, ném đạn, văng đạn của nó là không thể bằng được đấy miếng da chuẩn dành cho B7. Thế thì cái đợt mà mình đi bắn cái giải ná EDC ấy, thì mình dùng da 8,5, thì anh em đợt đấy mình cũng tặng cho một số đấy thì đều là da bắn bi 8,5 hết đấy, chứ không phải là bi bắn bi 7 đâu. Nhưng mà anh em bảo bắn bi 7 vẫn chuẩn. Thế thì chuẩn là chỗ nào? Chuẩn là dây này, cái dây này nó chuẩn, thế cho nên là nhiều khi là da ném nó hơi lệch một tí nhưng mà vẫn trúng bia, ví dụ vậy. Thế thì hôm nay video clip mình chia sẻ kinh nghiệm về miếng da của mình đến đây là hết. Ở đây như này là miếng da đầu tiên là nó chỉ có 3 lỗ thôi, mình chấm cái thêm cái lõm bằng chính bắn mi 7 chấm mi 7, bắn mi 8 chấm mi 8. Thế thì như này, như anh Thái bên TNT anh có bảo là học Trần Tuấn xong rồi là làm miếng này nhưng mà bắn được bộ da bộ chun nhất thì ok, nhưng mà bộ chun thứ hai thì bị ném lệch đạn. Thế thực ra thì anh ấy có dùng miếng da này hay không mình không biết, loại da này hay không mình không biết, mình chỉ biết là anh ấy dựa vào cái sự hướng dẫn của mình để làm thì cái độ mỏng độ dày có đủ đạt được không, hay là cái đúng cái chất da có mặt cứng hay không nữa lại là vấn đề khác nữa. Thứ ba nữa là mình bắn một bộ da một bộ dây ấy, thì không bao giờ mình bắn lại, da mình bỏ luôn, da bỏ luôn, bởi vì mình toàn mua buôn da về, mỗi một lần mua mấy trăm, thế thì chỉ sợ không đủ chun bắn thôi, chứ còn da thì nhiều, da rất rẻ, mỗi miếng này 1.000, mua 300 miếng 300.000 rất bình thường, không vấn đề gì cả, bắn mãi không hết được. Thế đấy thì kinh nghiệm mình là thế, thì mình đây ra nữa đây, mình xin phép là được dừng cái sự chia sẻ của mình, kinh nghiệm cá nhân mình đến đây. Cái này nó không phải là mình dạy hay là mình hướng dẫn, mà đây là mình chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm cá nhân thôi.
sai đúng các bạn tự ngẫm tự suy luận, nên mình thì mình chỉ biết nó là vậy, mình nghĩ thế là đúng và mình làm. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.